Anh em, nếu anh em có vốn nhỏ eWin, các bạn làm sao để mà có thể lộc lá lên? Mình chắc chắn với anh em rằng là muốn lộc lá lên ấy, điều đầu tiên là anh em phải biết một điều nguyên tắc rất quan trọng, đó rằng là anh em phải giữ tiền đầu tiên trước khi muốn thắng nó nha. Đầu tiên là vốn mình hôm nay đang có 356.000, mình sẽ vào đây mình trước khi mình muốn lộc lá, mình phải giữ tiền mình trước đã nha anh em. Mình phải giữ tiền của mình trước đã, sau đó mình mới nghĩ đến lộc lá nha. Mình làm sao mình nghĩ rằng ấy mình phải giữ được số tiền mà mình đang có đã nha anh em, thì sau đó mình mới nghĩ đến lộc lá nha. Chứ mà anh em chưa lộc lá gì mà anh em đã nghĩ là phải lại to lộc lá to, anh kiểu như vậy là em toang. Với tâm tư duy tâm lý đó thì anh em sẽ toang, bởi vì anh em muốn lộc lá, cho ví dụ anh em có vốn 5 mê đi, ví dụ thôi nha, anh em mà muốn lại lên đó là 50 mê đi, cái điều đó nó rất khó nha anh em, gấp 10 lần đấy, gấp 10 lần đấy anh em ạ. Giống như một nhà đầu tư Warren Buffett đã nói ấy, đó là họ, cái quỹ đầu tư họ rất lớn và người ấy gọi là thuộc top tỷ phú ấy, họ chỉ lợi nhuận đó là 20% mỗi năm là họ được gọi là ghê gớm lắm rồi ấy, anh em. Mà anh em đòi là một ngày anh em đòi sáng mình lên như vậy là không có đâu. Chỉ có cách thôi, đó là một là anh em ăn đánh nhỏ, ăn nhỏ thì anh em có thể ăn được. Thứ hai đó là anh em đánh ấy, đừng ham x nhiều lần quá, nếu vốn nhỏ thì anh em x nhiều lần thì có thể dễ, nhưng mà vốn lớn thì nó điều khác anh em. Vốn lớn thì lúc đấy là nó sẽ cho anh em là cái thứ nhất. Cái thứ hai là lúc đó tâm lý anh em đánh sẽ bị điều phối liền ấy, chứ ví dụ anh em đánh, ví dụ đánh vốn nhỏ ấy, tâm lý anh em thoải mái hơn thì em sẽ dễ đáng hơn. Chứ ví dụ anh em khi đánh vốn to ấy, tâm lý lúc đó anh em sẽ khá, không phải là chính anh em đó lúc ấy là anh em sẽ máu, gọi là máu máu lên nào đấy, thì anh em bắt đầu anh em không thắng được nội nó đâu. Nhớ điều đó cho mình nha. Đây những lời khuyên của mình thôi, mình thì cũng khuyên để anh em đánh đừng có gọi là ra đảo được, chứ mình thấy rất nhiều người ra đảo rồi đấy. Trong đảo xa thì cũng có nhiều người ra rồi, nhưng mà các bạn, mình hy vọng là các bạn đừng có nằm trong số người đảo xa đó, mình cũng hy vọng mình đừng có như vậy. Trời ngon, nhiều khi cũng chỉ cần lộc lá chút xíu thôi là mừng lắm rồi anh em ạ. Đây này, lúc này giờ thấy hên đấy, khá là hên đấy. Ôi rồi, cảm giác khi nào xui quá thì mình phải đánh nhỏ thôi. Bây giờ ván này mà ván này không hên hên đấy, không thắng ấy, kiểu không thắng ấy, là mình sẽ đánh nhỏ liền này. Đây, may là nó thắng ấy. Bởi nhiều lúc anh em phải nghĩ rằng này, không phải khi nào anh em hên, khi hên ấy thì anh em cứ cố gắng đặt tiếp đi. Nhưng mà khi xui được cái ấy, phải biết điểm dừng nha anh em ơi. Người hay là người biết điểm dừng anh em ạ. Còn người dại ấy, người cứ đánh mãi đánh khi hết. Hết số tiền anh em đang có ấy, thì anh em mới nghỉ. Đấy. Thì lúc đấy anh em không nghỉ thì có cách nào khác ở đâu, đúng không? Đấy. Nên đánh cái gì mà tỉnh táo anh em. Đừng có đánh theo kiểu là máu chiến quá, đánh máu chiến quá là không còn đường về đâu. Đánh gì mới bình tĩnh từ ở đó anh em thấy không? Bây giờ đến chuỗi xui đây. Có thể đến chuỗi xui đây, ví dụ ván này mình thua rồi nè. Ván này mình thua rồi này. Là mình sẽ đánh nhỏ lại thôi, đó đánh nhỏ lại thôi, 50.000 thôi. Bởi vì đang chuỗi xui là thôi. Tôi cố gắng đánh to. Bởi đang chỉ xui mà cố gắng đánh to là dễ ra đạo lắm. Vậy mình kinh nghiệm mình đã nói như vậy rồi, đã nói cho mình như vậy rồi anh em. Đang xui đừng cố gắng đánh to là dễ ra đạo lắm anh em ơi. Bởi lúc thứ nhất là lúc đó là mình cũng đang một chuỗi lỗ ấy, là tâm lý mình không thoải mái là cái thứ nhất anh em ạ. Cái thứ hai là ví dụ mà mình pha đó mình cứ đánh tiếp tục ấy thì mình sẽ bị cuốn ấy, bị cuốn ấy, lúc đấy mình thua hết đấy thì mình có thể nạp vào nhiều hơn nữa, thì lúc đó mình thua là thua, không phải thua số nhỏ đâu mà thua số lớn luôn đấy, nhớ điều đó nha. Ôi rồi xui đấy nha, ôi rồi xui á, xui lắm vậy, cho thắng vào đấy chứ. 584 ngon, 706 lên một mê là nó ghê gớm lắm anh em nha. Mình vốn mình có 300 năm mấy mà, ôi dồi, căng đấy anh em à, đéo phải dễ ăn đâu. Ôi dồi, 10 ra quy kìa đó anh em thấy không, khó ăn nó lắm, chứ đéo phải dễ ăn đâu anh em à. Có mỏng mà dễ ăn với nó, làm sao mà dễ ăn với nó được anh em. Nó tạo game ra, nó tạo nó lợi nhuận mà. Việc đéo gì nó phải cho anh em ăn nhiều, nó phải gọi là lùng lúa từ anh em, chứ việc gì nó phải cho anh em ăn. Anh em phải quy tắc, phải hiểu rằng anh em mồi bậc chơi, anh em phải hiểu quy tắc. Nó tạo ra game để làm gì, nó tạo ra lợi nhuận. Ví dụ anh em đánh nhỏ ấy thì nó có thể không để ý tới anh em, nhưng mà khi anh em đánh to ấy thì chắc chắn anh em sẽ bị soi rồi. Vì sao? Bởi vì nó biết anh em có nhiều money đấy, thì để nó có thể là
lùm tiền từ anh em chứ anh em, đúng không? Chứ ví dụ biết anh em nào nó mà biết ít ít tiền cho mình thì nó cũng cho ăn, để mà lỡ may mình đánh to nữa ấy, thì lúc đấy nó mới bắt đầu là hút máu mình anh em ạ. Đó kiểu như vậy đấy anh em, nguyên tắc của con game này như vậy thôi. Nên anh em phải nhớ đừng có bị cuốn vào nó. Anh em lộc lá phải biết điểm dừng, lỗ thì cũng phải biết điểm dừng, đó là nguyên tắc của anh em đánh. Đánh là phải biết điểm dừng anh em ạ, cho dù thắng thua gì phải biết điểm dừng, đó mới là gọi là người hay. Còn người dại ấy, người cứ đánh đánh mãi đánh mãi đánh mãi, đánh khi thua hết mới thôi anh em ạ. Đấy, đó là người dại anh em. Mình hy vọng anh em đừng có nằm trong số đó. Thì nằm trong số đó là anh em dễ bán nhà bán đất lắm anh em ơi. Dễ lắm nha anh em. Mình nói dễ lắm nha chứ mình không phải nói chắc chắn anh em. Khá là dễ anh em bị lấn vào cái đường đó anh em ơi. Trời ơi. Lúc này xui một chuỗi luôn anh em ơi. Nhưng mà may, may là sao anh em? May là mình đặt nhỏ. Thành ra là nếu mất thì mình mất cũng không quá là nhiều ấy, thành ra là đó là gọi là cái hên đấy anh em. Đó anh em. Bây giờ mình đó, lúc này một chuỗi xui rồi, bây giờ có lẽ đến chuỗi hên này sao? Đúng không? Không đi xui xui mãi được. Đó biết đến biết ngay đến chuỗi hên mà. Phá ra đỉnh đặt trên đấy, nhưng mà sợ ấy anh em. Ôi giời ơi, ba phá nó mà đéo đéo ăn nổi kìa. Ôi giời ơi, toang rồi đấy. Đừng nói toang nha. Đéo vui tí nào đâu anh em. Lộc lá cả hồi thua một chút xíu là nó ra đạo liền đấy. Đơn giản thôi anh em ạ. Ra đạo giữa về bờ và ra đạo mong manh lắm anh em ơi. Thôi bây giờ mình lộc lá lên tầm 8, 8, 900 mình sẽ nghỉ nha. Bởi vì lúc đó lần nãy giờ mình cố gắng lên đó là một mê ấy, nhưng mà khó quá anh em ạ. Khó quá. Nhiều cái khó quá phải bỏ qua thôi anh em ạ. Đừng có khó quá mà quá cố là còn một cái nịt đấy. Nhớ điều đó nha, đừng có khó quá mà anh em cứ cố gắng. Khó quá không được thì bỏ qua. Có phải ai cũng làm được đâu anh em. Ôi dồi. Toang rồi đấy, dễ toang rồi đấy anh em ơi. Trời ơi, pha đó mà không ăn kìa. Tiếc nhỉ. Ngon này, 750 này. Còn chút xíu là mình lọc lá luôn này. Thôi nghỉ thôi anh em, 860. 350 là mình cũng lọc lá được 500 này anh em ạ. Quá là ngon rồi. Thành ra không nên tham anh em, tham là tí nó còn một cái nịt đấy. Thôi thì video đây mình kết thúc anh em. Bye bye anh em nha.